Rối loạn nội tiết tố có thể là một nguyên nhân lớn gây ảnh hưởng đến phụ nữ chúng ta, gây tình trạng tăng cân và tăng cả mỡ bụng của chúng ta. Và trong video trước khi Kiba chia sẻ thì rất nhiều người bạn quan tâm là làm có cách nào đó để giúp cho chị em chúng ta trở nên thon gọn hay không. Chính vậy trong ngày hôm nay, Kiba mời đến chương trình những người bạn đang theo dõi chương trình kênh của mình, đó là Dược sĩ Liên, một dược sĩ rất là xinh đẹp, sẽ chia sẻ cho chị em chúng ta là cách làm thế nào để họ có thể duy trì được cái cân nặng của họ, đặc biệt là cái tình trạng mà rối loạn nội tiết tố là rất nhiều. Và các học viên của em phần lớn là nữ giới, thì chị Liên có thể bật mí là làm thế nào để giúp cho họ có thể thon gọn vóc dáng được không ạ? Ok, vậy thì qua cái gợi ý của Kim Ba vừa rồi và những câu hỏi vừa rồi thì dược sĩ Liên rất vui để được chia sẻ cho chị em các kinh nghiệm cũng như là với chuyên môn của mình, thì mình sẽ xin sẵn lòng chia sẻ với chị em về cái rối loạn nội tiết tố, vì nó sẽ gây lên những cái ảnh hưởng gì và cái ảnh hưởng quan trọng nhất mà chị em chúng ta quan tâm đến đó là vóc dáng và sức khỏe của chúng ta. Thì xin giới thiệu với các bạn, mình là Dược sĩ Liên. Mình tốt nghiệp Đại học Dược và với cái kinh nghiệm là gần 20 năm trong nghề, và hiện mình đang là dược sĩ phụ trách chuyên môn chính cho các nhà thuốc. Thì mình đã chia sẻ và giúp đỡ rất là nhiều chị em giải quyết được cái vấn đề rối loạn nội tiết tố, thì trong đó có ngay cả bản thân Dược sĩ Liên. Thì thông thường ấy, thì rối loạn nội tiết tố thì là nó thường nó diễn ra với cái độ tuổi là 40 trở lên. Thì người ta gọi là giai đoạn mà gọi là tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh có nghĩa là trước và sau khi mãn kinh. Thì độ tuổi 40 trở lên thì là chúng ta nếu mà không luyện tập và không có một chế độ ăn uống hợp lý thì là chúng ta đã bị rối loạn nội tiết tố rồi, thì ảnh hưởng đến sức khỏe và sắc đẹp. Thì Dược sĩ Liên thì cũng ở trong một cái số đấy, và cũng may mắn rằng là cách đây khoảng tầm 5 năm thì Dược sĩ Liên đã biết cái, bởi vì là trong nghề thì mình sẽ hiểu được cái nguy cơ và cái yếu tố đấy, và cơ thể của mình thì mình đã luyện tập từ sớm, và hiện tại thì Dược sĩ Liên năm nay cũng đã 40-41 tuổi rồi. Thế nhưng mà cái nội tiết tố đúng độ tuổi đấy luôn đúng không? Đúng rồi, thì là trong cái giai đoạn mà triệu chứng của nội tiết tố thì mình thấy rằng là giai đoạn này thì thường thường bây giờ chị em chúng ta hay tìm đến biện pháp là làm chậm quá trình rối loạn nội tiết tố đi, để cái quá trình mà mãn kinh của chúng ta đến muộn hơn, đúng không ạ? Chỉ làm chậm thôi hả chị? Nó sẽ làm chậm, bởi vì là thường thì chúng ta không thể tránh được, bởi vì chúng ta hay nói một câu rằng là tuổi già và sức khỏe, đúng không ạ? Nó sẽ là hai người bạn thân. Chúng ta không gặp thì đến ngày nó cũng sẽ đến. Nhưng nếu chị em chúng ta biết cách luyện tập, biết cách chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, biết cân bằng, thì hai cái vấn đề đấy thì quá trình mà rối loạn tiền mãn kinh ấy, gọi là rối loạn nội tiết tố ấy, thì nó sẽ diễn ra rất là chậm. Bởi vì ngày nay chúng ta có thấy rằng chúng ta rất trẻ không ạ? 40 tuổi, thậm chí ra đường các em có hai mấy là 40 là già, gọi là cụ rồi đúng không? Đúng rồi, nhưng vì ngày nay là phụ nữ chúng tôi là biết cách chăm sóc bản thân, ăn uống luyện tập, thì chúng tôi rất là trẻ hơn nam giới. Thì một trong cái vấn đề thì thứ nhất là chúng ta phải có chế độ, đầu tiên là chúng ta phải cân bằng stress, bởi vì chị em tầm 40 chúng tôi hay bị stress về gia đình, tầm con cái bắt đầu là đến giai đoạn đi học đại học, rồi ông chồng chúng tôi đến cái giai đoạn là gọi là cái giai đoạn này cũng gọi dậy là thì. Cái giai đoạn dậy thì lại, thì đâm ra là chúng tôi cũng có nhiều cái stress. Thì cái việc đầu tiên là chị em chúng ta cân bằng được cái vấn đề stress tâm lý, và cái thứ hai là tầm giai đoạn này thì rối loạn nội tiết ấy, thì nó là cũng do rối loạn chuyển hóa, thì rối loạn chuyển hóa là chế độ ăn, thì chúng ta mà không cân bằng được cái chế độ ăn và chế độ luyện tập thì chúng ta sẽ rối loạn, đầu tiên là rối loạn nội tiết và nó sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa. Trời ơi, cái vùng eo của chúng ta sẽ to đúng này, huyết áp tăng rồi mỡ máu. Huyết áp tim mạch em thấy rất đấy, nhiều. Thì đấy là giai đoạn mà phụ nữ chúng tôi là gặp phải, thì chúng ta phải chú ý đến nhất là cái giai đoạn nghỉ ngơi này, luyện tập stress. Nhưng mà cái quan trọng là chị em chúng ta phải luyện tập. Nhưng mà để mà nói rằng là nếu mà chỉ ở nhà mà chúng ta luyện tập những cái bài thông thường ấy, thì chúng ta không biết được là luyện tập thì nó có những cái giai đoạn nhất định. Ví giống như là bạn tuổi trẻ thì bạn phải luyện tập giống như một người vận động viên, đúng không ạ? Nhưng mạnh đến mẽ cái, đấy mạnh mẽ lên. Nhưng đến cái giai đoạn mà chúng ta tầm 35 tuổi trở lên thì chúng ta tập những bài tập mà nó kéo giãn hay là giúp nội tiết của chúng ta ổn định, thì chúng ta không thể mạnh mẽ như kia được, thì chúng ta
Và nói chung là nếu giống như là chúng ta có một người mà hướng dẫn chúng ta cái giai đoạn đấy thì cái quá trình mà rối loạn nội tiết tố của chúng ta, của phụ nữ chúng ta giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà thông thường thì là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà rất là quan trọng về vấn đề luyện tập, thì chúng ta cần phải là có đến lớp chẳng hạn. Và chúng ta, những người mà quan tâm hơn thì chúng ta phải tìm đến những chuyên gia, người ta sẽ lên những cái bài thôi giống như gặp PT. thì chị đã đến gặp em cách đây là hồi đấy là chị nhớ cách đây mấy năm nhỉ? Khi mà lúc ấy con học lớp 1 thì có nghĩa là cách đây 5 năm thì mình đã đến Kim Ba và luyện tập. Thì đúng thật là nếu mà để mà nói thẳng đến giờ này mang tiếng là chủ nhà thuốc lớn nhưng mà thôi bán thì rất nhiều chứ chưa có dùng. Chị là huấn luyện viên luôn rồi chứ cần học tập gì nữa. Thì mà có đấy. Một cái em thấy rằng là cái chế độ dinh dưỡng là rất là quan trọng đúng không? Đúng rồi. Thì ở cấp độ là dược sĩ của chị thì chị có bật mí là cái điều quan trọng gì trong cái chế độ dinh dưỡng để cân bằng được cái nội tiết tố đấy không? Thì cái chế độ dinh dưỡng, cái đầu tiên thì chúng ta phải tìm đến những cái sản, đến những cái thực phẩm mà nó là thực phẩm xanh, thực xanh. Phẩm đấy là xanh và sạch. Thì cái đầu tiên thì không nói đến, thì đến cái giai đoạn đấy chúng ta cũng biết rồi, bởi vì cơ thể chúng ta đến cái giai đoạn chuẩn bị rối loạn chuyển hóa rồi, chúng ta đưa những cái thực phẩm mà không tốt vào thì cơ thể chúng ta, những bộ phận trong cơ quan nội tạng của chúng ta, chứ chưa thể nói rằng là cái chuyển hóa nhé của chúng ta, nó giai đoạn này nó bắt đầu giai đoạn kém mà nếu chúng ta không có sự lựa chọn thì chúng ta sẽ đưa, vô tình chúng ta đưa những cái thực phẩm không tốt vào thì cơ thể của chúng ta hàng ngày vẫn phải là các tế bào già chết đi, các tế bào non sinh ra, và thằng nào mà mạnh hơn thì cơ thể của chúng ta, đúng không? Non thì sẽ là khỏe, còn già thì sẽ là yếu. Nếu chúng ta không đưa những sản phẩm mà xanh sạch vào và tốt cho tầm giai đoạn đấy của chúng ta vào thì cơ thể của chúng ta sẽ lão hóa xanh, nhanh. Xanh sạch đấy thì cũng phải có hiểu biết chứ. Đúng rồi, xanh sạch đấy thì chúng ta nên nhớ rằng là phụ nữ chúng ta đến cái giai đoạn đấy rồi thì chúng ta thiên về những thức ăn mà về thực vật đấy, thì chúng ta thường là ưu tiên là 70-80% là thức ăn trong thực vật, chỉ khoảng tầm 15% là chúng ta chọn trong động vật. Nhớ là vẫn phải chọn động vật nhé, vì cơ thể của chúng ta giai đoạn này vẫn phải hoạt động, chúng ta vẫn phải hoạt động, vẫn cần phải có năng lượng. Không cái gì là xấu, kể cả là những động vật thì nó cũng có tốt, nhưng mà nó chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm thôi. Chúng ta phải cân đo đong đếm được thực vật là bao nhiêu, động vật là bao nhiêu. Còn 5% là vấn đề stress. Đấy là phụ thuộc của các ông. Đấy thì là em thấy Ngọc Anh nhờ em không có stress thì đâu, suốt ngày cười tưng tửng. Đã đến cái giai đoạn đấy đâu, thử 40 như dược sĩ xem. Thế là em còn tầm 10 năm nữa. Đúng rồi. Là độ tuổi dậy thi lại. Đúng rồi. Thì là bây giờ thì thôi có gì chị kê cho em vài đơn thuốc sớm đi em. Thì với phụ nữ chúng ta đấy thì là chúng ta dựa vào những cái dược sĩ Liên thì bao giờ cũng ưu tiên là những thức ăn và chế độ luyện tập. Còn thuốc thì chúng ta, khi chúng ta sử dụng đến thuốc đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta phải giải quyết vấn đề rồi. Mà là giải quyết vấn đề rồi thì lúc đấy là thuốc chỉ là chữa thôi. Chữa bệnh thì đương nhiên là chữa bệnh sẽ gây ra rất là nhiều cái hệ lụy sau đúng không ạ? Mà nhất là thuốc của nội tiết nữ ấy, thì bạn phải hiểu rằng cái tác dụng phụ của nó rất là nhiều. Mà cụ thể là sao chị? Khi mà bạn uống cái nội tiết nữ thì bạn hình dung là nếu mà uống thuốc nội tiết nữ có nghĩa là chúng ta đưa cái nội tiết bên ngoài vào. Mà thường là cơ thể người phụ nữ thì phải sản sinh ra cái nội tiết đúng không ạ? Cái nội tiết của phụ nữ là progesterone, là cơ thể chúng ta tự sản sinh ra. Tự sản sinh. Mà chúng ta phải ưu tiên cái nội tiết gọi là nội sinh đấy, thì có nghĩa là cơ thể chúng ta tự sản sinh ra. Nếu mà chúng ta phải dùng các nội tiết bên ngoài vào thì phải hiểu rằng là cơ thể của chúng ta sẽ bị cái thằng ngoại sinh đấy, có nghĩa là chúng ta thuốc ấy nó vào thì nó tấn công cơ thể chúng ta không sản sinh ra nữa. Mà bạn phải hiểu rằng là khi cơ thể chúng ta không sản sinh ra nữa thì chúng ta bị phụ thuộc vào nó, mà nội tiết thì bạn không thể sử dụng dài, nó sẽ gây lên các rối loạn rất là nhiều, nhất là rối loạn chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa tại sao phụ nữ nó cứ tầm 50 tuổi thì Kim Ba có thấy là phòng bụng người ta to, phòng bụng to, huyết áp đúng không? Em thấy bụng chị có to đâu. Thì đã luyện tập đến gặp thầy cách đây bao nhiêu năm rồi. Thì đấy thì là cái mà chúng ta phải ưu tiên nhá, cái nội tiết nội sinh của chúng ta. Thì chúng ta mà không luyện tập, không ăn uống hợp lý thì chúng ta lại bắt buộc phải dùng thuốc, thì nó sẽ mất đi cái nội tiết nội sinh trong cơ thể của chúng ta đi. Thì trời ơi, chán quá. Gọi là giai đoạn, gọi là giai đoạn mà chúng ta nói rằng là mãn kinh rồi thì còn nói chuyện gì nữa. Đấy thì là cái chia sẻ của dược sĩ Liên. Cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Trên cái hành trình mà liên quan chia sẻ sức khỏe thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều vấn đề. Và trên cộng đồng của mình phần lớn là nữ giới, các chủ đề hàng ngày em toàn nghe về các bệnh nữ giới thôi. Thì phụ nói là huấn luyện viên yoga mà suốt ngày nghe đủ thứ về nữ giới, nghe rất là hay.
là khi mình là huấn luyện viên thì mình cập nhật thêm nhiều cái kiến thức khác nhau, kể cả trong chương trình đào tạo huấn luyện viên ấy, thì các bạn huấn luyện viên được học rất là nhiều về cái kiến thức về các bệnh lý thì mới giúp học viên thay đổi được. Đặc biệt vấn đề về rối loạn nội tiết tố thì các bạn vừa thấy rằng là giáo sư Liên chia sẻ mọi người là việc là về dinh dưỡng, về tập luyện, về stress, và chúng ta nên hạn chế trong việc là tiến tới việc là sử dụng các loại thuốc bổ sung. Về tập luyện thì rất là đơn giản rồi, các bạn có thể kết nối với Kim Ba thì các chương trình tập luyện về tập luyện hoặc là ăn uống như nào thì đấy là nhiệm vụ của tớ rồi, chỉ đơn giản là đăng ký là tớ sẽ hướng dẫn mọi người từ A đến Y thôi. Z thì mọi người vẫn phải tự ăn chứ. Nhớ nhé, đã hứa với chị em chúng tôi rồi nhá, là dược sĩ Liên luôn luôn kỳ vọng vào cái mà Kim Ba, thầy Kim Ba đã nói là sẽ giúp chúng ta, chị em chúng ta làm chậm quá trình mà rối loạn nội tiết lên. Bao giờ dược sĩ Liên cũng nói câu đầu tiên là chúng ta ưu tiên về chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Thì chế độ dinh dưỡng luyện tập thì chúng tôi lại phải nhờ đến Kim Ba rồi. Đấy nhỏ, em có nhiều chuyên gia, ví dụ như Ngọc Anh vừa là áo hoàng yoga Việt Nam. Áo hoàng, tôi đang rất ngưỡng mộ cô gái đấy. Thì cái đấy rất là đơn giản. Còn về các vấn đề về bệnh lý, các bạn thấy rằng chủ đề rất là thú vị, thì có thể trong thời gian tới nếu các bạn quan tâm đến các vấn đề về bệnh lý dành cho nữ giới thì các bạn tiếp tục mời các chuyên gia, các dược sĩ, các bác sĩ để chia sẻ đến chị em chúng ta. Và mọi người có câu hỏi thì thêm cho dược sĩ Liên thì có thể comment ở ngay dưới video này, thì bạn sẽ bắt cóc dược sĩ Liên để chia sẻ thêm mọi người. Cảm ơn chị Liên rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại.